em gặp em có thích cổ không? Dạ không. Sao? Lý do? Cái tánh em là không có ưa mấy người lượm thượm. Mà cái ngày hôm đó là cái cô gái này rất là lượm thượm. Tại vì phải xách đồ cho mấy em thiếu nhi á, mà đầu cổ tóc tai rũ rượi á, phải không? Ghê gớm lắm, thấy ghê lắm. Bây giờ tới em nè, em lần đầu tiên gặp mặt ảnh là em có ấn tượng gì ảnh không? Nói chung là cũng có tính mê trai nên lúc mà lần đầu tiên gặp á thì em thấy ảnh dễ thương, rồi cũng hát hay nữa nên nói chung là cũng để ý. Là mấy cô nói là mày mà muốn giữ chồng á là đầu tiên á, nó trước khi ra đường là mày phải tước hết súng đạn của nó. Tại vì đàn ông mà khi mà ra đường á luôn luôn thích nhìn cái đẹp. Mà nếu mà nó không còn súng đạn thì nó chỉ nhìn thôi chứ nó không làm gì hết. Trời ơi. Nên em tiếp thu mấy chuyện này, em tiếp thu dữ lắm. Mệt cỡ nào đi nữa cũng tưới súng đạn. Em mệt cỡ nào, ổng giận cỡ nào, em buồn cỡ nào là tối cũng mờ đè ra mừng thật. Đè ra thằng tước súng. Duy Khang thì sao? Bị tước như vậy thì em cảm thấy thì sao? Em cảm thấy sướng. Em đồng ý với cái chuyện bị tước súng này. Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin chào quý vị khán giả. Em tên là Quốc Duy và tên gọi khác của em là Duy Khang. Dạ, năm nay em 26 tuổi và công việc của em hiện tại là làm nhân viên marketing bất động sản ở Tân Phú. Chào Duy Khang, gọi là Duy Khang đi ha. Dạ, ok. Rồi. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và cùng quý vị khán giả. Em tên là Tố Linh, năm nay em 27 tuổi và hiện tại em là cán bộ đoàn. Lần đầu tiên các em gặp nhau và ấn tượng ra sao? Dạ, lần đầu tiên mà gặp nhau á là do em có dịp đi hát cho bên phường của vợ em, cho nên là em gặp vợ em ngày hôm đó. Mà em gặp em có thích cổ không? Dạ không. Sao? Lý do? Cái tánh em là không có ưa mấy người lượm thượm. Mà cái ngày hôm đó là cái cô gái này rất là lượm thượm. Tại vì phải xách đồ cho mấy em thiếu nhi á, mà đầu cổ tóc tai rũ rượi á, phải không? Ghê gớm lắm, thấy ghê lắm. Rồi bây giờ tới em nè, em lần đầu tiên gặp mặt ảnh á là em có ấn tượng gì ảnh không? Nói chung là cũng có tính mê trai nên lúc mà lần đầu tiên gặp á thì em thấy ảnh dễ thương, rồi cũng hát hay nữa nên nói chung là cũng để ý. Cái lúc mà chờ đợi lên sân khấu á thì em thấy bạn này ngồi một mình thì em mới tới làm bộ nói em ơi cho chị tự sướng tắm nha. Tại thấy dễ thương mà, cái xong rồi tự sướng xong rồi thấy ảnh cũng rất là lạnh lùng mà cũng không có quan tâm gì hết. Sau bữa đó thì cũng không có để ý gì, em mới nhắn tin cho cái anh mà bầu xô là bạn thân của ông này, là mà cái anh đó cũng là bạn thân của em. Em mới nói là anh ơi hình như em thích rồi, có vấn đề rồi, hình như em thích bạn đó rồi. Cái vậy hả? Dạ. Xong rồi cái ảnh cũng nói là tao thì thấy hai đứa quay cũng hợp hợp á nên tao cũng có ý định là cáp cho hai đứa rồi. Rồi sắp tới đây là đi phượt nè, mày đi không? Về quê của thằng đó chơi luôn. Cái em cũng đi luôn. Sau lúc mà đi phượt xong rồi là em mới thả thính ông này. Trời ơi mà em nói chị là đi là cố tình cố gắng ăn ngồi sau cái xe của em. Mà em đã không ưa rồi. Em ngồi muốn bên trước vậy nè. Mà cổ cước sắp tới. Mà tại anh này ảnh lại thích cái bạn gái mà đi chung cái chuyến phượt đó nữa, tại vì trong chuyến phượt đó đến 6 người lận. Lúc xuống tới An Giang thì tụi em tổ chức sinh nhật cho cái bạn nữ đó. Rồi cái cũng nhậu, em mượn rượu cái em tỏ tình luôn. Tình sao Khang? Cổ nói gì Khang? Trời ơi, cổ lết lết lại người em rồi nói nhựa quá, xịn quá, dẫn đi về đi. Dẫn về gì? Đi về tại tụi em ở mướn chung một cái phòng khách sạn á, 6 người ngủ chung một phòng. Rồi về phòng sao, có ai trong phòng không? Không, nhưng mà lúc đó em mệt hơn, em dọn đồ ối của bà này. Hả, là xỉn thiệt đó. Nói chung là mình xỉn nhưng mà mình vẫn còn cái ý thức. Rồi xong rồi sẵn có rượu vô cái mạnh miệng lắm. Lúc đó nói mấy người với lại tôi với mấy người, tôi thích mấy người á, rồi mấy người tính sao. Rồi em cũng không biết lúc đó em làm gì nữa, nói chung là em ôi với làm gì. Em có nắm tay ông này nữa, em không cho ông đi. Tự nhiên ổng hôn em luôn. Em dọn xong rồi em phải lấy lại cái gì động lực chứ. Bù lại cái chuyện em làm chứ. Mà hôn sâu không? Lớt lớt hả? Có tình cảm chưa? Hôn xong rồi là cái cảm giác em sao? Thì nó cũng nhẹ nhàng hơn tí xíu. Nó bớt hơn tí xíu rồi, tại môi cổ cũng mềm. Mà đến bao lâu thì Duy Khang mới có cảm tình với cô? Xong rồi về cái em mới hỏi là sao hôm đó hôn chị, vậy là có thích chị không? Cái xong ổng vô tình lắm chị, phủ phàng luôn. Nói ăn câu, em cũng là con trai mà chị. Trời ơi, xét đánh ngang tay chị ơi. Cái xong mà em cũng quyết tâm là phải cưa cho ông này khi nào dính thôi. Rồi xong rồi lúc đó bỏ cho bỏ ghét. Giờ lỡ phóng lao phải theo lao. Dạ, xong rồi cái sau đó là mấy cái bữa mà ổng đi hát ở quán phòng trà, cà phê á, là bữa nào ổng đi hát là em cũng ra cái quán đó. Tại vì ổng hát chung với cái anh bạn thân luôn. Bà em nhớ thời gian nó mắc cười lắm anh chị. Em đi hát, mà cái phòng trà của em á thì nó phụ thu rồi nó cũng cao lắm, cũng cao tiền lắm. Mà một tuần em hát 3 buổi là cũng đi đủ. Lần này giống như là cổ biết là em không có ưa cái gu bụi bặm á, cho nên là cổ bắt đầu thơm tho sạch sẽ hơn, cổ mặc váy nữ tính hơn, cổ mặc váy xòe nè, mặc sơ mi trắng đồ, đi coi em hát đồ. Có nhiều lần em cũng để ý và những cái đó nó làm cho em cảm thấy là cái cô này không phải lúc nào cô cũng xề xòa, cho nên là em cũng bắt đầu rung động. Em coi lại em rung động, tại vì thấy người ta cứ tươm tướp tới mình mà người ta cố gắng lắm. Coi như là ổng hay rủ đi chơi mà có bao giờ ổng rủ đi xa? Một tháng mấy sau khi đi phượt về là tụi em có đi một cái chuyến gọi là đi Vàm Cỏ, đi xuống Vàm Cỏ nhậu, cũng ở khách sạn luôn, mà khách sạn chung 4 người lận, cũng xịn nữa. Mà lúc đó là 4 đứa là say rồi không còn biết gì luôn. Cái lúc này tự nhiên ông này hứng lên móc bao cao su ra. Cái cặp kia thì cũng xỉn, không còn biết gì hết. Tự nhiên ổng tự theo bản năng chồng bao cao su vô. Em thì em đi kéo cái bao ra, cái búng vô. Nó bật ngược vô người em chị. Em kéo ra xong em thả ra, cái nó bắn vô người ổng. Xìu luôn. Xìu cái ổng ngủ luôn. Trời đất ơi. Cái đó mà anh nghĩ tương tượng giống như cọng dây thun mà kéo giãn ra vậy, bắn cái bật ra là rồi đó. Em xong cái ná mà bắn vậy hả? Hên là em còn xài được tới giờ. Sau đó là có lần nào được không? Dạ có một lần là nhậu ở bên nhà ổng. Cũng nhậu nữa? Dạ, tụi em toàn là nhậu mới có can đảm, không có hứng. Tiền này là chủ động luôn, dẫn em lên lầu ngủ. Rồi văn mùng này nọ, em tưởng là văn mùng cho mình ngủ thôi, lát chui vô. Xuống dưới nhà nhậu tiếp. Xong rồi đến khuya là tự chui lên luôn. Rồi xong rồi vậy đó. Là chuyện gì đến sẽ đến, dạ, đúng không? Thì em cũng là con trai mà chị. Sau lần đó thì bao lâu rồi hai em lấy nhau? Cũng dạ, hơn 2 năm sau nữa. 2 năm. Rồi công việc hát của em có ổn định không? Lúc quen nhau thì em vẫn đi hát bình thường vậy thôi. Rồi sau đó thời gian cũng khoảng hơn năm sau mới nghỉ. Hai tụi em bán giày. Đi bán giày. Bán giày ngoài đường. Nhưng mà vì cái công việc mà bấp bênh của Duy Khang vậy đó, có khi nào khiến cho em chán nản mà chia tay không? Có anh, cái thời gian tụi em bán giày xong rồi cái thời gian ổng đi thực tập là khoảng 3 tháng. Thì giống như là xa mặt cách lòng vậy á. Với lại em đi chơi, mình là con gái mà đi chơi mà cứ bao hoài thế cũng buồn. Rồi nhìn bạn mình cái nó cũng khoe bạn tao mới mua điện thoại cho tao rồi này nọ. Rồi cái mình thấy vậy cái mình tủi. Cái bắt đầu mình nghĩ là không biết cái anh này là mua mốt anh có lo được cho mình không. Lúc mà anh này đi thực tập về cái lúc đó em lơ lơ. Đêm đó không biết nghĩ gì á, cái nhắn tin nói xa nói gần. Cái anh này anh cũng hiểu ý, nói cái em nói chia tay. Nếu mà em nói chia tay em ấy nấy thôi, để em nói trước cho, mình chia tay đi. Rồi tự nhiên ổng nói mình chia tay đi, cái tự nhiên em khóc nước mắt, không phải khóc nữa mà tự nhiên nước mắt nó rơi. Mà bữa đó em đang ngủ với má em mà em thúc thích, cái má em nói bộ mày chia tay hả, mày khóc dữ vậy chắc vậy á má. Rồi chia tay được bao lâu? Qua ngày hôm sau em có. Trời ơi, nó lâu dễ sợ luôn nha. Nhắm mắt mở mắt vậy là què luôn. Là nguyên đêm đó em không ngủ luôn á chị. Nhưng mà lúc đó em sao? Lúc đó là em cũng biết cái cảm giác của vợ em là tủi thân với bạn bè. Như là mình còn sinh viên, mình chuẩn bị ra trường, mình chưa có việc làm đồ này nọ, cho nên là không có cái gì gọi là ổn định hết. Mà cổ thì cổ cũng tới tuổi phải cưới rồi. Lúc đó tụi em quen nhau hơn 2 năm rồi. Dạ, em đặt kế hoạch cuộc đời em là 27 tuổi em phải cưới, mà năm đó em 26 tuổi rồi. Còn năm đó. Sau cái buổi mà chia tay dài như vậy đó thì là bao lâu tụi em mới cưới nhau? Năm sau à? Năm sau đó, cũng gần 2 năm rồi. Là tụi em quen nhau 3 năm mới cưới đúng không? Dạ. Rồi cái đêm tân hôn là làm gì? Đám hỏi đếm tiền chơi. Đêm tân hôn tụi em mượn tiền đặng làm đám cưới á. Cho nên là phải xúm lại đếm tiền, đặng trả tiền cho nhà hàng. Trời ơi đếm tí. Em đếm đến 12 giờ mà nhà hàng cũng chịu để 12 giờ để chồng tiền lại. Mà cũng hên là lời chị, không nói lỗ không biết tiền đâu ra. Lời đâu? Lời mà lời. Cuối cùng có lời không? Không có lời. Lời sao không? Lời vàng. Em lời anh á. Đúng rồi em lời anh đó, đúng rồi đó. Bây giờ nè, đến cái phần khai tật xấu của đối phương. Đại hội danh mặt. Em biết mà đúng không? Em giờ khui đi. Anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em thì cũng tốt nhiều cái. Nói chung là em làm bên đoàn thì về công tác truyền thông, rồi photoshop này nọ, là ảnh thức khuya dậy sớm làm cho em luôn. Rồi nhờ đi hát giùm cho phường cũng đi tuốt hết. Nhưng mà có một cái càm ràm em tối ngày. Em thì nhỏ lớn giờ không có đụng vô việc nhà. Em cũng nói trước là cưới em về là công việc nhà chắc là thời gian đầu em cũng chưa có làm được đâu. Tại thứ nhất là em còn làm cán bộ đoàn, mà đi sớm về khuya suốt, nhất là trong cái dịp hè. Ảnh càm ràm em hoài, nhiều khi em về em rất là mệt luôn, mà mặt ổng cứ một đống chầm chầm. Nhiều bữa là em mệt mà em thấy cái mặt ổng như vậy cái em tức em buồn á, nhiều khi em khóc luôn. Giờ cũng khóc nữa kìa. Giờ khóc luôn rồi đó, nghĩ lại còn thấy uất ức á. Rồi còn tính gì nữa không? Với lại hay nói quá chị. Nói quá về việc gì? Giống như là tặng em cái nhẫn đính hôn, cái em hỏi ủa này bạc hay bạch kim vậy? Không nói bạch kim đó. Em đeo một thời gian, tại vì da em nó bạc là hay bị đen lắm. Em đeo uống sao đen thui vậy, bạch kim vậy mà đen thui vậy. Nói thiệt đi, bạch kim hay là bạc? Bạch kim mà, em nói bạch kim mà. Nhưng mà là bạc. Cuối cùng là bạc. Dạ đúng rồi. Nhờ em nấu vậy mới giữ chiếc nhẫn tới giờ, thôi là dục đâu mất rồi anh ơi. Đồ em tặng không có gì mà giữ, ví dụ như em tặng nguyên một bó hoa vậy luôn, hôm trước hôm sau cũng thấy đâu 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 trong cái xó nhà, chứ không có gì. Thế nên là phải nói quá lên, em phải nói quá lên. Ví dụ như là em mua một bó hoa này mà nó, em mua có 50.000 à, em đem về em nói 500 thì để ra còn sót sót tiền mà giữ đâu đó, hoặc là đem lên chân hay là cắm cũng được vài ngày đi. Rồi bây giờ tới em đó, Duy Khang. Cái xấu vợ em xấu không? Cái tật đầu tiên giống như những ngày đầu tiên gặp đó anh, lê thê lết thết lượm thượm, rồi suốt ngày đi về ở đầu quăng cái áo khoác lên cái sofa, để cái nón bảo hiểm lên cái bàn, xong rồi đậu cái xe vô ngang dài vậy nè, rồi bỏ ra dài qua một góc. Cho nên là bị cầm ràm đúng không? Bắt đầu em mới về em cầm ràm, ngày đầu tiên cũng được thì ngày thứ hai, thứ ba, nay là hơn 300 mấy ngày rồi. Mà bây giờ thấy có thay đổi không? Y chang như ngày hôm qua. Có mà. Có ở đâu? Em tiếp thu này. Cái nón bảo hiểm còn nằm trên bàn nhà kìa. Đúng là đầy hồi vạch mặt. Rồi tiếp đi, còn thật xấu gì không? Với ví dụ mà nếu về thời gian với công việc rồi đó, là cổ tập trung cho cái chuyện của xã hội với công việc nhiều hơn là về nhà. Nguyên năm nay em ăn cơm ở nhà được đếm trên đầu ngón tay mấy cái à. Đây mới là quốc ức đây nè đó, người ta cũng ức bao nhiêu lâu lắm rồi, bây giờ người ta mới phọt ra đây nè. Mà tại vì cái đó đó em mới càm ràm. Giờ đi làm mệt về nhà, nhưng mà cái chuyện đó có mệt không? Dạ. Trời, cái chuyện đó là em nhiệt tình lắm luôn á. Tại vì trước khi mà lấy ổng về là được mấy cô phụ nữ ở trên phường là cô được giáo dục tốt về vấn đề cố vấn dữ lắm luôn. Là mấy cô nói là mày mà muốn giữ chồng á, là đầu tiên á, nó trước khi ra đường là mày phải tước hết súng đạn của nó. Tại vì đàn ông mà khi mà ra đường á luôn luôn thích nhìn cái đẹp, mà nếu mà nó không còn súng đạn thì nó chỉ nhìn thôi chứ nó không làm gì hết. Trời ơi. Nên em tiếp thu mấy chuyện này, em tiếp thu dữ lắm. Mệt cỡ nào đi nữa cũng tước súng đạn. Em mệt cỡ nào, ổng giận cỡ nào, em buồn cỡ nào, là tối cũng mò đè ra mần thịt đè ra để tước súng. Duy Khang thì sao? Bị tước như vậy thì em cảm thấy thì sao? Em cảm thấy sướng. Em đồng ý với cái chuyện bị tước súng này. Rồi nhân đây thì mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thì em muốn vợ em sắp xếp thời gian lại. Tuần thì cũng nấu cho em được 3 bữa cơm ở nhà nhiều hơn tí xíu. Rồi tới em. Dạ thì chồng em thì nói chung là cái gì cũng tốt hết, nói chung là lãng mạn. Lúc mà trong đêm đám cưới cũng hát tặng em một bài. Em chỉ mong muốn là ảnh bớt càm ràm em. Với lại thật sự ra giữa công việc của em đã quá nhiều rồi, và em cũng bị áp lực. Nên khi mà cảm thấy em không được vui á, thì ảnh đừng có nói. Khi mà đợi em cảm thấy vui vẻ, thoải mái rồi á, thì ảnh nói thì em sẽ tiếp thu thôi. Cuộc sống vợ chồng thì hai đứa thì cũng tự biết dung hòa với nhau rồi. Nhưng mà nè, nó nghe nè, cái bài hát đó mà em tặng vợ em còn nhớ không? Dạ nhớ suốt đời chị. Vậy hả? Tới già. Bây giờ nè đó. Hát lại một đoạn thôi trong ca khúc đó, giống như là ngày hôm nay là ngày cưới của các em vậy đó. Xem như đây là sân khấu của em. Đúng rồi. Thì bài hát đó được bạn Trương Văn Hiếu sáng tác cho vợ chồng em, có tên là Anh Yêu Em Bí Thư Đoàn Thanh Niên. Chỉ khi em hé môi cười, dù lòng anh đang bao xa ngoài khơi, từ bấy lâu nay anh chờ em, anh chờ đã bao lâu rồi. Giờ đây ta đang ở nơi đây, anh xin tiến lên, anh xin nắm tay, anh xin đưa em đi cả cuộc đời. Dài lắm, từ đây cho đến mai sau. Thôi, cảm ơn hai em. Từ đây cho đến mai sau, anh chúc cho các em luôn luôn hạnh phúc như thế này và nắm chặt tay nhau đi đến hết cuộc đời. Rồi, cảm ơn hai em. Trầm Đình Bá. Dạ, em 30. Em hiện công tác bên nước giải khát. Em tên là Anh Thư, hiện nay em 28 tuổi và em là nhân viên văn phòng. Một người thì làm bên nước, còn một người là làm nhân viên văn phòng. Vậy thì hai bạn gặp nhau làm sao ta? Phân phối nước tới văn phòng. Phải không? Đúng rồi. Trời ơi! Bây giờ thiệt là lâu lâu cũng được một cú chứ. Dạ thực ra thì sao? Dạ là như vậy, lúc trước cách đây khoảng 3 năm thì em mới tốt nghiệp thì em cần việc làm, thì thông qua một người bạn thì mới giới thiệu em cho bạn này, nói rằng là anh này biết việc, có thể giới thiệu em được một việc làm tốt. Thì em mới tò mò, em gọi cho ảnh thì anh nói em yên tâm đi, anh quen nhiều bạn bên xuất nhập khẩu, có gì anh giới thiệu cho em. Cho tới giờ nói thì chưa thấy làm. Em cũng tự đi kiếm văn phòng em vô em làm vậy đó. Thực ra lúc đó thì qua điện thoại thì em nghe giọng cũng dịu dàng, dễ mến, em cũng tò mò. Sau thời gian 2 ngày thì cô này nói, anh ơi cho em cuộc hẹn đi để nhờ anh chia sẻ bất kinh nghiệm bên vấn đề xuất nhập khẩu. Thì em cũng ok, đồng ý. Khi gặp thì cảm giác là sao rất là thân quen, giống như là đã gặp từ rất lâu rồi. Thì trong cái suốt buổi gặp đó, tại vì còn nhiều người nữa, thì em cứ nhìn bạn đó hoài. Bạn này chứ. Dạ, xin lỗi, nhìn bạn chồng em. Dạ, bạn chồng nhìn, cứ nhìn lén lén nhìn, mà thấy ảnh cũng cứ lén lén nhìn mình hoài. Em không nhìn anh sao biết anh nhìn em? Có nghĩa là hai bạn nhìn nhau lén la lén lút á. Rồi đến bao lâu thì mới bắt đầu là hai bạn mới chính thức là yêu nhau? Thật ra là có tình cảm là khoảng sau 2 tháng. 2 tháng là từ phía cô này, nhưng thực tế là từ tình cảm của em thì em xuất phát từ 6 tháng. À, hiểu rồi. Vậy thì chắc chắn là nó phải có cái gì đó nó hơi khó trong cái tình cảm của hai bạn để đến được nhau, đúng không? Cái lúc mà quen cô này á thì em mới vừa chia tay cái mối tình đầu, thì lúc đó em cũng lạnh lùng lắm. Cô này nói em là như phản binh. Rồi về phía em thì em có khó khăn gì không? Dạ có, thì thật ra thì em có giấu một chuyện là em đã có con riêng rồi. Tại em nghĩ là cũng chưa biết hai người đi tới đâu thì cũng không muốn công khai làm gì điều đó. Dạ, cho nên ảnh bắt đầu nghi ngờ em. Lúc nào đi chơi cũng là 9 giờ tối bắt buộc phải về. Thì khi mà biết được sự việc á là lúc đó em đắn đo suy nghĩ, tại vì cũng khó cho em. Có nghĩa là sau khi em biết rồi thì vợ em mới nói cho em biết điều đó và em cảm giác bị tổn thương, đúng không? Dạ, đúng rồi. Chứ nếu vì giờ chị hỏi ngược lại nè, ví dụ như vợ em nói trước với em cái điều đó thì cái phản ứng của em nó có khác không? Cái lúc đó thì em không có biết được cái tình cảm, hành động em lúc đó như thế nào, nhưng mà khi mà em tìm hiểu được cái sự thật như vậy á, tâm trạng em rối bời lắm. Không biết cho sự như sao, tại vì em tự em rút lui chứ em không có nói một lời nào. Không phải em rút lui. Tại sao em lại lạnh lùng với cổ? Thì một phần là lạnh lùng để em suy nghĩ, em là làm cái gì cũng theo trái tim mách bảo thôi. Tại vì em là người xa quê, ba mẹ em mất hết rồi. Trong này thì em trông cậy vào anh chị của em. Em tự xem lại bản thân, em tự xem cái cảm xúc của mình như thế nào. Còn em thì sao? Khi mà em chia tay với chồng em thì em cứ cảm thấy rây rứt là phải chăng người ta là con người như vậy, hay là tại vì mình chưa tìm hiểu kỹ mà mình đã vội quyết định như vậy. Vì cái cảm giác cái rây rứt cho nên em thử một lần liên hệ với lại chồng cũ em, thì không ngờ chồng em lại phản hồi lại. Dạ, em nói chung là yêu thật lòng, có tình cảm với cô ấy cũng nặng lắm. Em không có khe cái quá khứ của cô ta như thế nào thì em mới mở lòng. Bây giờ chị muốn hỏi nè, khi mà em quyết định là đến với vợ em, cái cảm xúc của em á, khi mà em tiếp cận đứa nhỏ nó như thế nào? Thật ra lúc trước á, giờ em đã có dẫn đi chơi, cứ nói là cháu thôi, con của chị thôi. Rồi thì bây giờ sau khi mà em biết đó là con của vợ mình á, thì cái cảm xúc của em như thế nào? Em cũng cảm thấy thương nó. Và bây giờ thì cái tình cảm hai cha con rất là ok, đúng không? Cái nỗi mà em phải nói là hình như là em là mẹ ghẻ, còn ảnh là ba ruột, chứ không phải là em. Quá tuyệt vời. Khi mà em phạt con cái gì là chỉ có ảnh đỡ cho con thôi. Vậy đó. Là năm nay cháu được mấy? 5 tuổi rồi ạ. À vậy hả? Cho anh hỏi nha, sau khi là hai người đó đã quyết định là quay lại với nhau rồi đó, thì còn cái điều gì mà nó gây cản cái chuyện hôn nhân của các bạn? Trước khi để tiến đến hôn nhân thì mẹ nói phải kể cho anh chị trong gia đình nhà em biết cái chuyện tế nhị là có con riêng của vợ. Thì nói chung là em thực hiện lời hứa, ok, không có gì hết. Anh chị em cũng đồng tình. Đồng tình phải không? Dạ. Có nghĩa là gia đình bên em là thuận thảo hết. Và bên đây thì mẹ em cũng đã chấp thuận hết rồi. Nói chung gia đình hai bên bây giờ là thuận thảo hết. Thuận thảo, đoàn viên rồi đúng không? Nói chung anh hỏi như vậy để chi? Để mà anh chúc mừng em, và chúc mừng em hơn là bởi vì em có được một người chồng tuyệt vời như vậy. Chị nói nè, là khi mà nghe hai em nói chuyện á, cái cảm xúc của chị đối với ông xã của em á, chị rất là thương. Em biết tại sao? Tại vì á, bạn mồ côi thì bạn rất khát khao cái tình cảm. Bạn không lý giải được tại sao bạn yêu em. Đó, chị nói thiệt. Đó, mà rõ ràng khi bạn thương con em còn hơn cả em. Thì á, chị nói thiệt với em á, nếu như để cho em đi tìm kiếm, đỏ mắt em tìm không có ra con người như vậy. Hàng hiếm thì mình phải giữ. Rồi, chúc tụi em hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn. Rồi, xin mời hai bạn. Xin chào. Trước tiên xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ vâng ạ. Xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Và tất cả các anh chị đang coi chương trình ngày hôm nay. Con tên là Nguyễn Nhất Đức, hiện tại 35 tuổi, hiện tại đang là giám đốc công ty MTC Skin, chuyên cung cấp thiết bị thẩm mỹ và mỹ phẩm chuyên dụng cho spa nhập khẩu từ Hàn Quốc ạ. Và đây là vợ con. Dạ, con chào cô chú ạ. Con tên là Bùi Thu Hằng, năm nay con 30 tuổi và hiện tại thì con đang sinh sống và kinh doanh ở tại Hà Nội. Thì sản phẩm của ông xã thì cũng là một trong số các sản phẩm mà con đang kinh doanh ạ. Không biết là các bạn có làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh không? Dạ vâng ạ. Thưa cô Trúc Thần, thì con có một đại lý ở trong Sài Gòn, nhưng mà con đang sống ở ngoài Bắc. và thực ra vợ con là vợ Bắc, con là chồng Nam, thế là ra Bắc, thế là con sinh sống và làm việc hiện tại ngoài Bắc là chính ạ. Nghĩa là làm rễ ngoài Bắc đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ chắc có lẽ là mời hai bạn có thể chia sẻ cho chương trình được biết rằng là cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và lần đầu tiên gặp nhau thì ấn tượng về nhau ra sao? Dạ vâng. Thì thưa cô chú, thì hai vợ chồng con thì gặp nhau trong một cái chương trình học phát triển bản thân. Thực ra là hai vợ chồng mỗi người đều dành khá là nhiều tiền cho cái khóa học đó đấy ạ. Bản thân con là tiền học là khoảng 368 triệu. Và chi phí các thứ thì cái khóa học đấy của con là một năm đấy con học là hết 500 triệu tiền đi học đấy ạ. Và anh xã nhà con cũng thế. Thế bọn con khi mà ở trong cùng cái lớp học đấy, Eagle Club, nên là bọn con học cùng với cả nhau thì là bạn cùng lớp và quen biết nhau từ cơ duyên đấy ạ. Wow, tức là tụi con học cách đây bao nhiêu năm rồi? Cách đây 3 năm ạ. 3 năm. Nhưng mà lúc đó là làm cái gì mà sao có tiền nhiều mà đóng tiền học như vậy? Con kinh doanh ạ. Nên là con muốn phát triển thêm những cái kỹ năng, khả năng lãnh đạo cũng như là kinh doanh trong cái công việc. Nhưng mà có nhớ cái lần đầu tiên mà gặp cái bạn này á, là bạn ấy có ngồi, là lúc đó, bạn này là ngồi kế mình hay là bạn ấy ngồi xa mình? Chắc vợ con không nhớ đâu ạ. Giờ kể đi. Con thì làm việc ở bên nước ngoài Hàn Quốc được 10 năm. Sau trong một cơ duyên con về hay về Việt Nam, thế là con đi học lớp phát triển bản thân. Thì đột nhiên ở trên Sapa trong một lớp trước khi buổi học thì con ngồi trong một cái bàn ăn thì có thấy một cô bé vợ con hiện tại ngồi đối diện với con, chắc Hằng không nhớ đâu ạ. Mặc áo màu trắng, rất là lanh lợi, rất là hòa đồng, rất là năng lượng và hoạt bát. Thế là mình để ý trước, nhìn tí trước, nhưng mà cô ta có vẻ không để ý tới con. Chắc là để ý nhưng mà cái lúc đó là lớp ở đâu? Ở miền Bắc hay miền Nam? Ở Sapa, ở miền Bắc ạ. Wow, đi lên Sapa học luôn ạ. Khóa việc 5 ngày để con về Việt Nam học. Thì trước khi mà tìm hiểu Hằng á, vợ con hiện tại thì con cũng xem Facebook một cô gái đã có bạn trai hay chưa, có gia đình hay chưa, con phải tìm hiểu trước vậy ạ. Sau đó thì một thời gian thì con biết Hằng chưa có người yêu, nhưng mà có rất là nhiều anh chàng trong lớp học đó theo đuổi. Con phải là ai để con có thể chiếm được trái tim của ta. Như vậy là lần đầu tiên gặp á, là Đức đã để ý Hằng rồi, đúng không? Còn Hằng thì không có một cái gì ấn tượng về anh chàng này. Thật sự thì hồi đấy thì với con là cái số tiền rất là lớn, vì hồi đấy con khoảng tầm 26 tuổi, 25 26 tuổi thì khi mà con đã xác định là mình đầu tư cái số tiền đấy rất là lớn để mình đi học rồi, nên con chỉ tập trung vào việc học thôi ạ. Nên là nhiều khi mình không có để ý lắm. Mà anh Đức thì con thì chuyên là ngồi bàn đầu nhìn chiếu tướng thầy để học, còn anh Đức thì không bao giờ ngồi bàn đầu mà toàn ngồi cuối lớp, nên là chính vì vậy mà không nhìn thấy nhau. Nhưng mà trước đó con có người yêu chưa? Dạ trước đó chưa ạ, con độc thân 5 năm trước đó. Bạn này á, là đã truy tìm Facebook cô Hằng này và tìm hiểu, sau một thời gian tìm hiểu thì biết cô này chưa có người yêu và chú đoán nha, sau đó là bắt đầu bạn này bắt đầu tấn công, đúng không? Tấn công nhanh trong cái thời gian học. Nhưng mà lúc đó con cũng có người yêu luôn? Cái lúc đó con chưa có người yêu ạ. Chưa có luôn? Vậy hai đứa này giống như sinh ra để dành cho nhau ấy. Vậy đó. Ủa tại sao con học chỗ khác, tại sao không học lớp khác mà lại học đúng cái lớp này? Mà học ở đâu? Học ở Sapa đó, đúng không? Rồi sau đó tấn công sao? Sau đó tấn công, con nhắn tin hỏi thăm và con giả bộ như là một thằng học viên chưa biết gì, hỏi thăm lớp trưởng, bạn coi, bạn chỉ cho con cái chiêu quen quá. Chiêu quen lắm đó. Nhưng mà bạn rất lạnh lùng. Sau đó bạn biết nhau từ tháng 6 nhưng tới tháng 8 con mới tán được. 2 tháng sau. Cũng như vậy cũng đâu có lâu lắm đâu chị Một. Nhưng mà đối với các bạn này chắc là lâu lắm. Tại cái dòng mà để ý nhau á, thương nhau á, mà một ngày không gặp được nhau hoặc một ngày mà không bắt được tín hiệu là khó chịu, đúng không? Với lại chị Một biết không, em đoán nha, có thể là do cái địa hình địa lý, về khí hậu nữa, ở Sapa nữa, người ta thèm những cái nắm tay, thèm những cái ấm ôm lắm chị đó, cho nên là mới dễ siêu vậy, đúng không Hằng? Thì thực ra thì đấy là một cái chương trình học là 5 ngày thôi, sau đấy thì ai lại về nhà người nấy. Nhưng mà các tháng sau thì bọn con đều có những cái khóa học tiếp ở Hà Nội hoặc là Sài Gòn. Thì con cũng có một cái khóa học là khóa học thấu hiểu ở Hà Nội, tên khóa học tên là thấu hiểu. Thì con có ấn tượng với anh Đức là ở cuối chương trình là anh ấy chia sẻ, giơ tay phát biểu rằng là ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn thầy. Cái buổi ngày hôm nay thì em học thêm kiến thức, em thấu hiểu hàng xóm, thấu hiểu mọi người, và em mong muốn là tìm một cô bạn gái. Lúc đấy em có để ý, nhìn anh nghĩ nghĩa là phát tín hiệu lên vũ trụ đó, đứng lên nói. Nhưng mà cái lúc nói có địa Hằng cái lúc nói thì có ai để mình đúng không ạ? Thấy Hằng quay lại nhìn con, thế là tối hôm đó con nói là thôi hôm nay để anh chở em về, cũng tan học rồi, cũng kể chuyện với chú Thượng con như thế này. Trên xe con ấy nó có một con Spiderman, thì con hỏi Hằng là Spiderman làm nhiệm vụ gì, Hằng có nhớ không? Em hình như là em bảo là bắn tơ. Đúng rồi, thì con nói bắn tơ nhẹ nữa hả? Thì con ai mà ngồi vị trí này á bị bắn tơ vô xe á, làm người yêu anh thì ráng chịu nha. Thế cô dạ, cái xong rồi mình vui vẻ quá mình lại lái xe đưa cô về. Dạ. Từ đó tình yêu mới bắt đầu. Xong rồi đấy, buổi tối hôm đấy thì anh ý bảo là để mấy hôm nữa anh sang xin phép bố mẹ em là để tìm hiểu em. Thì con cũng cảm thấy là buồn cười, bởi vì là lúc đấy thì con cũng 27 tuổi rồi, anh ý thì cũng hơn 30 tuổi rồi, tức là kiểu cũng còn trẻ nữa, không phải trẻ con nữa mà lại nghĩ đến việc là phải sang xin phép bố mẹ mình, nên mình cũng thấy anh ấy rất là đáng yêu ạ. Rồi sau đó thì Đức có tới nhà gặp bố mẹ không? Và lần đầu tiên đến nhà thì như thế nào? Dạ vâng, lần đầu tiên đến nhà đó một cảm xúc, quay lại cảm xúc là con lái xe tới thì lúc đó mẹ vợ con hiện tại đưa hàng ra với tâm thế là rất nghiêm khắc, rất nghiêm khắc. Nhưng mà lúc mà nghiêm khắc xong nhìn thấy con mẹ là cười. Con kia là xin phép, cho con xin phép đưa hàng lên Hồ Hoàn Kiếm để đưa hai đứa đi ăn, xong rồi tối con là đúng 9 giờ rưỡi con sẽ đưa về. Dạ, con xin phép xong đưa về đúng giờ đúng giấc, thế là bố mẹ hai bên cũng rất là vui. Dạ. Thực ra là trước cái buổi đấy thì con có bảo với mẹ con là mẹ cười tém lại để giữ giá cho con, bởi vì là khi mà mẹ con là biết là có ai đó đến tìm hiểu là mẹ con vui lắm ấy, cười không khép được mồm. Thế là con bảo thôi mẹ cười bớt thôi nha, để con làm giá một tí. Đấy, nên là mới nghiêm nghị ở khúc đầu. Con nghĩ mẹ vui là bởi vì con gái mẹ là có tín hiệu thoát ế đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi đêm đó có đưa về đúng như là đã hẹn với mẹ không? Báo cáo chú Thuận là đưa đến đúng giờ đúng giấc, 9 rưỡi là về tới nhà. Con đòi đi thêm mà không cho. Và sau đó về nhà thì mẹ nói gì về chàng trai này? Dạ thì mẹ con thì rất là tin vào cái sự lựa chọn của con, nên là khi mà con đã bảo là con đang muốn tìm hiểu anh này thì là mẹ con đã hoàn toàn tin tưởng rồi, là ấn tượng tốt về anh ấy rồi. Mà anh ấy đến thì lại áo sơ mi trắng cắm thùng rất là chuẩn mực. nhưng mà con có ngại là vùng miền không? Có nghĩa là lúc yêu bạn á thì con có ngại cái vấn đề vùng miền không? Có sợ làm dâu không? Coi như phải vô Nam để làm dâu này, cái con có ngại những cái vấn đề đó không? Dạ, thực ra thì con không ngại về vùng miền hay là khoảng cách địa lý, bởi vì là trước đây thì trong môi trường là con làm việc với người nước ngoài rất là nhiều, nên là chính vì thế mà con tin rằng là ở đâu đó trên thế giới này sẽ có một người phù hợp với mình. Kể cả cái thời gian nhiều lúc mình rất là cô đơn và mình nhìn xung quanh chẳng có ai phù hợp cả, nhưng mà con tin chắc rằng là con có một cái niềm tin rằng mình có thể đi khắp thế giới để tìm được một người. Một nửa của mình đúng không? Vâng ạ. Hoặc là two moon in junction á, một nửa vầng trăng của mình á. Nhưng mà chú hỏi nha, cái lúc mà ngồi lên chiếc xe mà có Spiderman, và khi nghe anh Đức ảnh nói cái câu mà lên đây mà khi mà Spiderman bắn tơ là người yêu anh, thì lúc đó là con nó có một cái cảm, một cái linh cảm là đây là cái người mà sắp tới sẽ là một người rất đặc biệt với mình hay không? Thì lúc đấy thì con chỉ nghĩ là thế thì tốt quá. Thế là dính màn nhện. Sau đó thì bao lâu thì các bạn mới yêu nhau? Sau ngày hôm đó thì sau cái lần mà đi chơi đầu tiên em phải nói là cưới nhau chứ. Dạ, sau cái hôm mà về gặp mẹ là sau bao lâu thì cưới nhau? Không, chưa yêu nhau. Sao lại chưa? Chính thức yêu nhau. Dạ, chính thức yêu nhau đó. Đến lần đấy mới tìm hiểu ạ. Hôm đó mới tìm hiểu thôi. Đầu tháng 8. Hôm đó là về để ra mắt mẹ đúng không? Đó. Dạ. Ra mắt mẹ để xin để tìm hiểu đúng không? Thì trước đó cũng phải thích nhau rồi. Thì mới gặp chưa mới lần thứ hai là qua gặp mẹ là xin mẹ đi chơi. Vậy luôn á. Đó thì bởi nói là như tháng 6 xong tháng 8 là yêu nhau. Dạ vâng. Hai bạn này làm đúng công thức chuẩn của ông bà mình ngày xưa, xin tìm hiểu trước rồi bắt đầu mới. Như vậy là thôi bây giờ đón luôn đi. Dạ vâng. Tự hỏi cái tự nhớ luôn. Dạ vâng. Là tháng 6 là biết nhau. Dạ. Và có thể là sau đó đi chơi rồi. Dạ là vâng. 2 tháng sau là tháng 8 là chính thức yêu nhau. Tháng 6 là con chưa biết anh ý, đến cuối tháng 8 mới biết anh ý ở trong cái lớp thấu hiểu. Vậy thì yêu nhau là bao lâu? Dạ thực sự là cái hôm đưa em về đó đầu tháng 8 cuối thì tháng 8, trong... hôm đến 29 tháng 8 29 tháng 8 đưa đi về. Thế hôm đó mới là buổi đầu tiên con bạn biết con và con đưa bạn về. Mùng 1 tháng 9 thì hẹn hò lần đầu tiên. Con dạng yêu ngầm nữa cuối tháng 8, 1 tháng 9 29 tháng 8 mới biết anh ý ạ. 29 tháng 8 biết nhau, 2 tháng 9 mùng 1 tháng 9 là hẹn hò. Là hẹn hò. Dạ. Đi chơi. Trời ơi có 3 ngày thôi. Thì đó đúng rồi, bởi vì mới hỏi luôn nè. Vâng, hẹn hò 1 tháng 9 hẹn hò chính thức. Sau 2 tháng chính thức trong là đăng ký kết hôn, xong rồi bọn con cưới vào ngày 10 tháng 12 ở Hà Nội luôn ạ. Quen nhau trong 3 tháng. Có 3 tháng thôi. Vừa yêu vừa cưới. Nhưng mà quá trời lâu luôn. Nhưng mà gia đình hai bên có hối cưới không? Mà sao cưới gấp vậy? Hay là có một cái tác động nào đó ở bên ngoài? Con được báo cáo với chú Thuận cô Hồng Vân thế này. Con thì lúc đó con 31 tuổi thì bố con gốc Bắc. Thế là con ra Bắc đi học và con quyết định là quen vợ con hiện tại. Thế là con thuê nhà con ở. Thì trong lúc thuê nhà vừa đi học ấy, thì bố con lại ra hỗ trợ con vấn đề là vừa học là phải công ty rồi đi tán gái đi. Xong rồi con với hôm đó là con mới đưa bạn gái con về buổi đi chơi đầu tiên. Thế là về bố con ân quá, thế là lại alo cho mẹ con từ Đà Lạt bay vào ra Hà Nội. Đức có bạn gái rồi, Thế là bố mẹ con ngồi ở nhà kêu là mời Hằng tới một bữa nữa. Thế là hỏi con có thích Đức không, xong là Hằng cũng kêu là thích. Xong để bố, xong bố mẹ coi ngày cưới luôn. Ôi, cưới xong rồi nói chuyện với bên nhà. Dạ bên. Xong rồi đúng một tuần sau, thế là Hằng về nói bố mẹ là chuẩn bị cho bố mẹ Đức qua chơi. Qua chơi thôi ạ. Qua về bố mẹ con đưa theo bác con qua nữa. Qua thiệt luôn. Qua thiệt, qua hỏi cưới luôn. Ủa, có mời qua chơi, mời qua chơi, ông bà coi như từ Đà Lạt lên là qua thiệt luôn á. Dạ vâng. Đó là làm thiệt luôn. Chà, vậy là đám cưới được bao lâu rồi con? Đám cưới được 3 năm. 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi. Và sinh được một cô con được 18 tháng tuổi rồi ạ. Trời, viên mãn ghê hả ông bà. Hai vợ chồng. Vậy là tụi con khởi nghiệp từ năm bao nhiêu tuổi hai đứa? Cả hai đứa. Con thì xuất phát là làm một phiên dịch viên cho các doanh nhân ở nước ngoài. Sau đấy khoảng năm 2016 thì con bắt đầu kinh doanh, khởi nghiệp. Đã bắt đầu khởi nghiệp á, 2016. Con thì 2009 là con bay qua Hàn Quốc để học thạc sĩ bên Hàn Quốc. Sau đó con nhận lại làm và năm từ 2016 là con bắt đầu làm ở bên Hàn Quốc rồi ạ. Như vậy là lâu rồi. Khi mà tụi con gặp nhau, tụi con đã là những người thành đạt rồi, những người đã quá nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống rồi. Vậy mà tụi nó dẫn A, B, C, D đúng như là ông bà mình ngày xưa luôn. Phải tới xin phép rồi được tìm hiểu. Nhưng mà đúng là hỏi đăng ký kết hôn đó. Thật ra là các bạn cũng đã suy nghĩ rằng là ở cái tuổi này rồi không có tìm hiểu chơi nữa, mà muốn tìm hiểu thiệt thì phải thông qua phụ huynh. Đó. Nhưng mà nó nghe là trong 3 tháng trời con có thấy là mình tìm hiểu ảnh là đã thấu đáo chưa, hoặc là trong cái giai đoạn yêu thì là con có thách thức ảnh hay là con thử thách ảnh một cái gì hay không? Đúng rồi đó, có thử coi đúng đây không? Có phải người đàn ông của mình hay không. Thứ nhất là khác vùng miền đó, rồi chưa quá nhanh như vậy thì phải có một cái gì đó thử thách ảnh, thì con có không? Thực ra thì cũng chia sẻ với cô chú rằng là bởi vì công việc, tính chất công việc của con là kinh doanh. Chính vì vậy mà con cũng đi rất là nhiều và gặp gỡ rất là nhiều người. Nên là nhiều khi một anh chàng nào đấy muốn đến tìm hiểu mình thì mình chỉ cần gặp một lần hoặc là mình nói chuyện một chút thôi là mình đã biết là người ta là như thế nào, mình có nên đi tiếp hay không với người ta rồi. Thì khi mà gặp anh Đức thì ấn tượng đầu tiên thì con thấy anh ấy rất là hiền và rất là chu đáo, quan tâm đến người khác. Cái thứ hai nữa là anh Đức thì khá là khớp với cái hình mẫu mà con viết ra ấy. Con có một cái checklist là mình muốn người chồng từ lúc còn độc thân mà chưa có gì cả, con có một cái checklist là mình muốn tìm một anh có ngoại hình như này, có những khả năng như này, có những đặc điểm như thế này và có những cái tố chất như thế này, kiểu như thế. Xong rồi con mới in hình của 3 người hình mẫu ra. Đầu tiên là con in hình một anh diễn viên Puttichai ở bên Thái Lan mà là mình muốn tìm một người chồng là đẹp trai như này. Xong rồi con in hình người thứ hai là con in anh Ronaldo. Con bảo là mình muốn tìm một anh là nghị lực như thế này. Và con in một hình thứ ba là anh Elon Musk, là con bảo là muốn là một lãnh đạo lớn như người này. Và xong rồi con in hình của 3 anh này, con treo khắp phòng trong nhà con. 3 anh đó có giống như anh này không? Anh này đâu giống gì một trong 3 anh đó chứ. Đúng rồi, anh này. Đúng không? Anh này giống gì một trong 3 anh đó. Thì lúc mà gặp anh Đức thì từ cái đoạn mà con thấy rằng là anh ấy sẽ rất là phù hợp để làm bố của con mình, với cả là một người đồng đội, một người bạn đời của mình. Sau này con cảm thấy là có sự phù hợp. Nhưng mà sau đấy thì khi mà cưới xong rồi con mới đi tìm lại cái list của con ấy, thì con thấy anh ấy có khoảng 80%, hơn 80% ở trong cái list đấy. Ví dụ những cái list của con ghi ví dụ thì những cái nào mà con thấy đặc trưng nhất, ảnh giống nhất là nói 2 ngoại ngữ trở lên này. Là cái người mà tinh tế, cởi mở, hòa đồng, rồi phải yêu con nhất đấy. Đấy là những cái điều con ghi trong đấy. Rồi rõ ràng là chị Một có thấy không, thật ra để có được hạnh phúc như ngày hôm nay và để mà chia sẻ cái niềm hạnh phúc đó trong chương trình ngày hôm nay, rõ ràng là để có được hạnh phúc đó là lựa chọn. Phải lựa chọn. Hạnh phúc là sự lựa chọn. Chứ không phải là cái chuyện như là ở đâu ở trên trời rớt xuống đâu rồi chúng ta gặp nhau là hạnh phúc. Không phải. Hạnh phúc là lựa chọn. Rồi, bây giờ là các con đã cưới nhau là 3 năm, có một thằng cu 16 tháng đúng không? Quá hạnh phúc luôn. Vậy thì trong suốt 3 năm ở với nhau có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Là không phải tật xấu mà là chưa gọi là chưa hoàn thiện hết. Dạ đúng rồi ạ. Nó chỉ là bởi vì là không có ai là hoàn hảo cả. Đúng rồi. Chúng ta phải chấp nhận, người ta sẽ có những điểm tốt và những điểm không phải gọi là có thể là chưa tốt, có thể là chưa phù hợp với mình. Thì có một điều mà con khá là ngạc nhiên, đấy là sau khi cưới thì anh ấy không hiền giống như là mình tưởng tượng. Thôi bây giờ hôm nay nhân tiện nè, con cứ khui ra đi. Tức là 20% mà chưa giống cái clip đó, đúng không? Dạ vâng ạ. Tức là anh có tưởng trai miền Nam thì sẽ hiền rồi không ra trưởng bằng trai miền Bắc, nhưng mà anh ấy có thể thấy anh ấy rất là gia trưởng và khó tính ấy. Đấy. Thì thấy cô nói cho con biết, anh này là gốc Đà Lạt Con trai Đà Lạt khó tính lắm á. Đúng không? Đúng rồi cơ. Khó tính như thế nào? Khó tính á, để ý chi tiết ạ. Tức là anh ấy quan sát được từ đầu đến gót chân luôn đấy ạ. Đúng rồi. Rồi kể đi, con kể cụ thể đi. Thì ví dụ như là con thấy thì cũng có gì nghiêm trọng đâu. Ví dụ giày mình mua mới về, mình chưa kịp bóc mác ở dưới giày thì anh ấy bảo là em chưa bóc mác, em giống như là bôi choi chắt chấu ở mặt anh thôi. Ồ, như vậy gọi là sao ta? Xét nét. Chili rồi lau bàn. Nó những cái chuyện nó rất là nhỏ thôi thì con nghĩ chuyện đấy là nó chẳng có gì để mà bị mắng cả, ấy có phải chuyện gì to tát thì nên chính vì thế con mới hay tủi thân, vì con nghĩ là những cái chuyện đấy nó nhỏ. Nhưng mà đó là cái thời gian đầu hay là nó vẫn còn cho tới bây giờ? Thì cái thời gian đầu tiên ạ, thì vẫn có năm đầu tiên á em. Năm đầu tiên khác vùng miền, yêu nhau thì mới có 3 tháng rồi lại cưới. Chắc chắn là các bạn sẽ chưa thấu hiểu nhau. Đúng rồi. Như vậy là chắc chắn sẽ có rất nhiều cuộc cãi vã. Có nhiều những cái mà nó mang tính chất vùng miền nữa không kể. Đúng không Hằng? Cãi vã thì cũng không hẳn đâu ạ, bởi vì là con không thích cãi vã. Nên là nhưng mà con muốn giải thích. Nhưng mà con chỉ giải thích thôi thì với anh ấy là cãi rồi. Tức là nhiều khi anh ấy mắng mình một chuyện, mình chỉ mới giải thích thôi thì anh ấy đã cho đấy là cãi anh ấy rồi, là anh ấy lại còn nạt thêm nữa nên là thôi mình chọn im lặng cho yên ấm. Thì... Rồi tiếp tục. Dạ. Thì anh ấy thì có phản biện được không chú? Lúc nữa con sẽ phản biện. Bây giờ để cô ấy nói đi. Rồi ạ. Thế thì còn cái điều thứ hai nữa đấy là anh ấy chi tiêu quá phóng khoáng ạ. Và nhiều thứ nó quá sức tưởng tượng của con. Ví dụ như là anh ấy có thể đặt một cái bức tượng khảm riêng gần 200 triệu chỉ khắc mỗi con rồng với con khỉ ạ, để cho nó để tặng vợ. Nhưng mà em bảo thôi anh chuyển cái thứ ra thiết thực hơn, để này còn không để được. Quả cưới à, như một quả cưới là phu thê viên mãn, con là mình rồng, bạn là mình khỉ thì, đó, thì con làm một bức tường. Phong thủy đó con. Ý nghĩa đó. Vâng. Thực ra đây lại là lai, bị lai miền Nam rồi. Anh này làm gì anh tổng hợp rồi. Khó là anh khó giống trai Đà Lạt, nhưng mà phóng khoáng kiểu này là trai miền Nam rồi. Ra trường thì như trai Bắc ạ. Đúng rồi. Rồi đó. Có những lúc mà con bảo là bố ơi, mới nhà mình thích ăn tỏi đen này, hay là ngày hôm sau bố nó order một thùng tỏi ạ. Hay là các bạn mới nó ăn bánh mình ngon này, con chỉ vô tình là kể chuyện thôi ạ. Thì ngày hôm sau con lại thấy ở nhà có cả một thùng bánh. Quá phóng khoáng luôn. Đúng, cái đó là trai miền Nam đó. Em cũng vậy đó. Cô nói cô thèm cơm tấm mà chú Thuận order 10 hộp cơm tấm luôn. Rồi những cái tật gì nữa nè? Rồi mua cái xe đạp 200 triệu. Rồi con cũng không thể tưởng tượng được anh có thể chi tiêu. Cái đó gọi là phóng khoáng mà cũng có thể, theo con thì nó là phóng khoáng hay là phung phí? Thực ra thì con gọi là phóng khoáng ạ, bởi vì là nếu mà phung phí thì nó lại thành là cái gì đấy nó tiêu cực. Nên là thôi thì vợ chồng điều chỉnh với nhau thì con coi thì thôi đấy là một cái tính cách. Không phải đâu, bạn này như vậy không phải là phóng khoáng chứ không phải là phung phí. Đó thì bởi vì em cần phải xác định đó. Tại vì cái xe đạp á, mua xe đạp 20 triệu phải tự dưng mà mua. Cái xe đạp đó nó sẽ mang lại cái gì cho con? Đó nó là cái yếu tố mà về sức khỏe. Anh có cái lý do của anh. Đúng rồi, chắc chắn. Đúng. Vâng, mà cho anh giải thích cho. Cô không cần con giải thích, cô cũng hiểu được con rồi. Rồi tiếp tục. Dạ, và còn một điều nữa là con thấy anh ấy hay đi nhậu quá và nhậu muộn ạ. Cái này thì đúng không? Cái này thì không có giải thích được. Cái này không hiểu luôn. Nhưng mà nhiều khi đó là cái nỗi khổ. Đúng rồi. Là đi tiếp khách nữa đúng không? Đấy, con đấy anh ý 11 12 giờ đêm mà chưa về nhà là con sốt ruột lắm, bởi vì là ở Hà Nội của bọn con thì nó không giống như Sài Gòn đâu ạ. Là Sài Gòn là con thấy 10 giờ đêm, 11 giờ đêm vẫn còn tắc đường rồi. Còn ở Hà Nội thì con từ bé đến lớn là con có cảm giác là 8 giờ tối mình nên về nhà rồi, không là cảm giác nó không an toàn ở ngoài đường. Nên là khi mà chồng con mà ở ngoài đường quá 10 giờ đêm là con bắt đầu thấy bất an, lo lắng rồi. Đúng không? Ở Hà Nội nhưng mà chơi giờ Sài Gòn. Tại vì người ta là cái xác Hà Nội nhưng mà cái hồn là ở Sài Gòn đúng không? Ủa nhưng mà là anh ấy có hay giận dỗi gì không? Ôi trời ơi, hay dỗi lắm ạ. Trong nhà con là anh nghĩ là người dỗi nhiều hơn ở con. Thì đó. Anh ấy có tưởng phụ nữ là người được dỗi. Anh bị trộn nhiều vùng miền quá đó con. Rồi không biết bây giờ những lúc nào thì mình phải xử sự theo kiểu người Nam, lúc nào thì xử sự theo kiểu Bắc, lúc nào xử sự theo kiểu Đà Lạt. Rồi mỗi lần như vậy tụi con dùng cách nào để mà có thể hòa thuận lại với nhau? Thực ra thì những lúc có cái khoảng thời gian đầu tiên con cứ nghĩ là con gái thì sẽ được dỗi. Thế thì cái khoảng sau khi mà cưới nhau ấy thì có một lần là anh ấy hơi to tiếng với con thì con dỗi, con bỏ bữa ăn sáng đấy và con đi làm. Thế cái hồi đấy con dỗi được con nhịn được có một bữa, anh ấy nhịn cho 3, 4, 5 bữa. Thế là anh nhịn sang ngày hôm sau nữa, thế là không con phải làm lành trước. Vâng. Không ăn cơm vào đâu. Không ăn luôn, cứ về nhà là đến giờ cơm là lên giường nằm dỗi. Thế là con cũng không làm lành trước. Thế nhưng mà đến ngày hôm sau thì mình cảm thấy mệt mỏi quá rồi, thế là Từ đấy trở về sau thì con biết là ông này dỗi giỏi hơn mình. Nên là thôi mình chẳng dỗi làm gì. Dỗi hơn mình. Dỗi giỏi hơn nên là thua. Ôi nhưng mà cái cách làm hề của con là như thế nào? Thì con ra con ôm anh ý. Xong rồi con bảo là thôi vợ chồng có gì thì cùng kiểu như là cân đối. Như con thấy rằng là cái việc là khi mà hai người có mâu thuẫn với nhau ấy thì ai cũng cho là mình đúng nên là mới mâu thuẫn. Thế nhưng mà bây giờ chọn đúng với sai để làm gì, trong khi cả hai đều tổn thương, cả hai đều buồn, đều rất là mất năng lượng, hôm sau không làm được gì. Thế con thấy kiểu điều đấy nó hơi bị là phí thời gian. Trong khi thời gian đấy mình có thể yêu thương nhau, mình có thể là vui vẻ với nhau, nên là nhiều khi đấy con lựa chọn cái việc là không phải đúng sai gì ở cái vấn đề này hết, mà mình lựa chọn cái việc là vợ chồng hạnh phúc với nhau là mình đặt lên trên đầu. Có khi nào con phải dùng đến hình thức là nhắn tin hay là viết thư hay là dùng một cái thông điệp gì đó mà không phải trực tiếp đối diện với nhau? Dạ. Vâng, thì thực ra thì sau mà quá trình đầu chung sống với nhau ấy có nhiều cái chuyện xảy ra rồi mâu thuẫn các thứ, và cuối cùng thì con là người mà chọn đích đến, tức là chọn cái đích, còn phương pháp thì mình có thể thay đổi được. Tức là giống như là mục tiêu thì khắc trên đá, còn phương pháp thì có thể ghi trên cát. Thế thì con tìm cách nọ, cách kia chưa không phù hợp, hoặc là đối thoại trực tiếp là không được. Đàn ông không biết lắng nghe ạ. Con phát hiện ra để con đọc một cuốn sách và người ta nói rằng là đàn ông không biết lắng nghe. Chỉ giả vờ lắng nghe lúc đang yêu thôi. Đúng rồi. Ở lúc đang yêu thì họ chỉ giả vờ lắng nghe. Giả vờ đó. Nhưng mà thực ra nghe không hiểu gì đâu. Lúc ấy làm bộ gật gật thôi. Đàn ông không biết lắng nghe nhưng mà con biết rằng là họ biết đọc. Thế là con mới ngồi viết tâm thư. Viết tâm thư. Ví dụ như là những lúc mà sau một thời gian mà sinh em bé, con muốn quay trở lại công việc, con muốn đi làm. Anh ý thì vẫn muốn con là tập trung vào chăm em bé, nhưng mà con bảo 1 năm rồi và em cũng cần có cái công việc, có sự nghiệp riêng, em cần có một cái những phát huy những cái khả năng của em. Nhưng mà để mà đối thoại trực tiếp ấy, thì rất là khó, bởi vì là trong lúc đấy cảm xúc nó lên và mình không kịp trình bày gãy gọn 1, 2, 3, 4 thì mình đã khóc rồi. Thế nên là con phải viết ra tâm thư là vấn đề ở đây là 1, 2, 3, 4, giải pháp là 1, 2, 3 như thế nào đấy, và mong muốn của em là như thế nào, thì con sẽ âm thầm là gửi cái tâm thư để cho anh nghĩ. Thì lúc mà đấy thì và chú muốn hỏi cái cảm xúc của Đức, phải hỏi liền. Cái cảm xúc của Đức khi mà đọc được cái tâm thơ đầu tiên của vợ thì lúc đó như thế nào? Tâm thơ thì cô Hồng Vân thì đó là tâm thơ của một người phụ nữ mà đã hy sinh vì mình, đẻ con cho mình và cưới mình. Biết một cái tâm thư như vậy thì khi mà nhận cái tâm thư như vậy thì cảm xúc của mình cảm giác như là lâu nay mình đã không lắng nghe những cái mà vợ nói, để tại sao mà vợ phải biết tận cái tâm thư gửi cho mình như thế này. Thì lúc đó con mới chủ động nói một câu thần chú tới vợ, xin lỗi vợ, anh yêu em, anh xin lỗi em, anh có lỗi với em, hãy tha thứ cho anh. Vì khi mà nói như vậy thì vợ tha thứ cho con và hai đứa ôm nhau và hôn nhau cái là hòa. Thế bây giờ là em muốn hỏi là thế bây giờ còn xài cái chiêu viết thư không, đúng không? Đúng rồi. Hay dễ sợ hai chị em luôn. Trời má rồi thì có hay. Em định nói cái đó đúng không? Nghe em muốn hỏi là thế thì bây giờ mỗi lần mà nó có những cái xung đột hay có những cái việc chưa hiểu nhau thì có còn xài cái chiêu này nữa hay không? Chiêu viết thư tay á con? Dạ, vẫn phải xài ạ. Vẫn phải xài. Và mỗi lần đọc vậy là anh là tiếp tục những câu thần chú như thế? Đổi ạ. Thực ra là không đâu, anh thì nói thế nhưng mà em có thấy anh nói ở ngoài thật đâu. Thực sự là thể hiện lần đầu tiên thì nói, những lần sau thì mà con tim ạ. Nó con tim. Bây còn ôm ngay. Vợ con được cái là mỗi lần mà cảm xúc rất là yêu chồng và mình nắm được cảm xúc đó, mình chỉ cần nắm tay, mình chỉ cần hành động biết lỗi và ôm người phụ nữ vợ con hiện tại thì vợ con sẵn sàng tha thứ. Hay quá. Rồi bây giờ tới Đức đó. Thì để hỏi đi, cái điều mong muốn duy nhất, điều mong muốn lớn lao nhất của con, muốn chồng con thay đổi điều gì trong những cái con vừa nêu ra? Cái vừa rồi đúng không ạ? Đấy thì con muốn anh nghĩ là tiết chế cái cảm xúc của mình. Tức là bọn con biết rằng là anh Đức, con biết rồi, cái EQ của anh cũng cao, EQ của con cũng là cao, nhưng EQ của con thì EQ nó sẽ có 2 mảng, một là kiểm soát cái cảm xúc của bản thân, 2 là kiểm soát cảm xúc của người khác. Thì con lại thiên về kiểm soát được cảm xúc của bản thân, anh Đức thì thiên về kiểm soát cảm xúc của người khác mạnh hơn, và anh ấy kiểm soát cảm xúc của bản thân kém hơn. Thế chính vì cái điều đấy mà khi mà có những vấn đề xảy ra trong gia đình ấy, thì cái cảm xúc của anh ấy hay đẩy lên và vô tình nó sẽ có những cái tổn thương ảnh hưởng đến con. Nhưng mà bởi vì là thế mạnh của con là điều chỉnh cảm xúc của bản thân, chứ nếu mà là một người vợ khác thì con nghĩ là trong những lúc mà anh ấy nổi nóng, anh ấy nóng tính, anh ấy nổi nóng lên ấy, thì nó giống như là đinh nó ghi một tim ấy. Thế thì nếu mà mình không tha thứ được, mình không tự chữa lành được thì vợ chồng giống như giọt nước tràn ly, nó sẽ có vấn đề từ việc đấy. Đấy thì con có làm một cái kênh TikTok và con rủ anh Đức đóng chung với cả con, đó là kênh mà Vợ Bắc Chồng Nam, và chương trình cũng biết đến bọn con là thông qua cái kênh đấy, kênh TikTok đấy. Thì Thực ra con làm cái kênh đấy, mục đích chính của con ở đây là bởi vì con là người viết kịch bản. Nên là khi mà có muốn có cái thông điệp gì đấy, con muốn nhắn nhủ đến chồng con thì thay vì là nói trực tiếp với anh ấy, con sẽ viết thành kịch bản, con bảo là hôm nay anh viết cho em cái này. Thế là có những cái kịch bản nó rất hợp với tâm trạng của các bà vợ, các chị vợ. Thế là tự dưng nó viral lên ạ. Thì là thông qua cái kênh đấy là con cũng điều chỉnh anh ấy theo cái mong muốn của con nữa. Và những cái thông điệp ngầm ở trong đấy để anh ấy. Cái đó là con mong muốn rồi hả? Dạ. Bây giờ hôm nay có cơ hội để con được nói trực tiếp với chồng nè. Vâng. Con nói đi. Dạ. Con nói còn điều gì nữa? Còn điều gì nữa con mong chồng mình thay đổi? Thì em rất là mong muốn rằng là chồng có thể hiểu, thấu hiểu, lắng nghe cho cái khả năng, tức là em là một người phụ nữ mà em biết là chồng không cần em bất kể điều gì cả, giống như là chồng nói trong đám cưới ấy, em chỉ cần yêu anh thôi, còn mọi chuyện để anh lo. Và chồng không cần con phải đi làm, không cần con phải kiếm tiền kinh doanh hay là bôn ba ngoài cuộc sống ngoài kia. Nhưng mà con thì thấy rằng là mỗi cái cây ấy, nó có cái cách chăm sóc khác nhau. Có cái cây thì hợp ở trong nhà, có cái cây thì phải mang ra ngoài phơi sương phơi gió thì nó mới sống được. Thì con là cái cây mà con muốn trải nghiệm, con muốn phát triển, con muốn được phơi sương phơi gió thì anh ấy cứ ngăn cản cái việc đấy. Anh ấy muốn cất con trong nhà rồi tưới nước rồi bón phân. Thì con nghĩ là nếu mà cùng là yêu thương nhưng mà yêu thương không đúng cách thì cái cây đấy nó sẽ bị héo. Đúng rồi. Đấy, trong khi là cứ để con được tự do trong những cái mà con nói khuôn khổ của mình. Thế con cũng, đấy là một đoạn tâm thư của con. Để con hy vọng anh ấy thấu hiểu cái điều đấy. Con cũng bảo anh ấy rằng là anh có một thanh bảo kiếm nhưng anh không mang ra anh ngoài chiến trường mà anh lại để góc bếp để thái rau chặt thịt thì thanh kiếm này nó rỉ nhanh hơn là anh mang ra chiến trường. Đúng rồi. Một con khỉ mà với con từ khỉ một con khỉ mà bảo nó bơi nó cũng bơi được thôi, nhưng mà nó sẽ không bao giờ giỏi bằng việc là nó trèo cây. Việc của con là kinh doanh, là diễn thuyết, là nói thì anh để em chăm con ở nhà thì em cũng làm được, nhưng mà em sẽ không bao giờ giỏi bằng cái việc mà em có khả năng. Con là mệnh kiếm phong kim, con là tuổi khỉ đấy, nên là con thông qua những điều đấy thì em rất là mong anh rằng là hiểu cho cái khả năng của em, em có những cái điểm mạnh điểm yếu của mình thì yêu thương những cái điểm mạnh, cổ vũ những cái điểm mạnh của em và bao dung cho những cái khiếm khuyết mà em chưa được thì anh cứ nói với em là em sẽ thay đổi được, bởi vì là em luôn luôn là sẵn lòng là thay đổi vì anh để cho gia đình mình. Yeah, đó, một cái hành động như thế này có nghĩa là đồng ý đó. Và đã thấu hiểu rồi đó. Đó. Bây giờ tới Đức. Dạ vâng ạ. Qua câu chuyện của Hằng thì tới lượt con phản bác đúng không ạ? Thì cũng có một chia sẻ của cô chú thế này. Thì con cũng đọc sách, Hằng rất là thích đọc sách. Con thì ít đọc sách hơn Hằng. Có cuốn sách là Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Có nghĩa là hai người đến từ một hành tinh khác mà gặp nhau ở đây duyên thành vợ chồng. Tức là có một cái duyên phận nào đó và chúng ta có thể không hiểu nhau về cảm xúc. Chúng ta đâu thể hiểu nhau được đàn ông hiểu gì và đàn bà hiểu gì đúng không ạ? Nhưng mà trong cuộc sống khi mà lấy về với nhau thì trong cuộc sống thì yêu nhau rồi từ đó mới tìm hiểu. Tại vì con yêu và cưới quá sớm, con mất cái khoảng trống để bọn con tìm hiểu rõ về nhau. Mà trong cái quá trình mà khi mà hai vợ chồng về trong một gia đình ấy, thì lúc đó mới thấu hiểu nhau từ từ đi. Và lúc đó chúng con cũng đang tập yêu tập yêu lại. Thì có những cái khoảnh khắc nào đó mà để vợ con buồn thì con cũng cố gắng để nỗ lực để sửa những cái mà con khiếm khuyết đi. Thì giống như cô Hồng Vân có chia sẻ, con người miền Nam đúng không ạ, bố gốc Bắc thì như con thích, con hay nói là nửa nạc nửa mỡ. Đôi khi con hơi có thể hơi gia trưởng, có thể con hơi bao quát, con hơi khắt khe với vợ con, nhưng mà mục tiêu chính thì cũng là gia đình. Và để cho hai vợ chồng có thể hiểu nhau hơn thì con hơi khắt khe với Hằng để Hằng chỉnh chu. Khi mà Hằng ra ngoài thì Hằng cũng là một leader, một người truyền cảm hứng cho mọi người. Ví dụ như hồi nãy chúng ta có thể chia sẻ là cái đôi giày của bạn mua về nhưng mà quên xé tem nhãn, cũng là lỗi của con, là con không kịp xé tem nhãn cho bạn trước, tại vì con mua cho bạn, tặng cho bạn ấy. Và như Hằng cũng chia sẻ là con có thể vung tay quá tráng, nhưng mà thực sự là lúc mà mới cưới thì tặng quà thì không nói gì, nhưng mà khi mà vợ chồng về rồi là chia ly về từng tí đúng không ạ? Thì những món quà đó là những món quà là con xin lỗi vợ con, như là cặp, da, giày, dép. Nhưng mua về thì vợ con lại chơi, sao là mua nhiều thế và mua đắt thế, nhu cầu của vợ chưa cần, nhưng mà con muốn tặng như vậy. Nói tóm lại là cô rút lại điểm đầu tiên chưa được hoàn thiện của vợ con là hay càm ràm những cái việc mà chưa hiểu được con. Đã càm ràm rồi đúng không? Đó, đó là một cái đó là càm ràm. Cái nữa là gì nè? Bây giờ chúng ta đang khui đó. Cái thứ hai, tật xấu vợ con thì nói nhiều. Càm ràm nói nhiều. Quay là diễn giả. Lấy chồng là con bị nói ít đi nhiều lắm đấy. Không dám nói. Trời, cái gì? Dạ vâng. Cũng may mắn ạ. Khi về con ác được vía là con rồng, con cái bức tượng con làm ấy, hộ là con rồng phải to hơn khỉ để có thể ác vía được cô diễn giả này. Nhưng vì... mà có thấy ác được không? Dạ, ác được rồi ạ. Em kinh doanh thôi chứ em có diễn giả gì đâu. Rồi tiếp tục nè, còn dạ những tập gì? Nói nhiều, nói rất chủ đề, nói rất là nhiều, làm con điếc cả tai luôn ấy. Nói chung ở ngoài nói không đã, về nhà nói dạ vâng, mà vẫn chưa đã luôn. Dạ vâng. Đó. Xong rồi đấy thì nói nhiều xong rồi, nhưng mà được cái tính cách rất là, tại vì khi mà nói nhiều như vậy đôi khi con cũng cần tâm sự thì bạn lại giúp con rất là nhiều vấn đề về tự tin hơn. Thôi nói chung là nói nhiều, chúng ta đang khui tật xấu, dạ vâng, không cần phải giải thích. Ngoài cái nói nhiều không ra còn gì nữa, lại nói xong là không cần định lại. Dạ. Có bừa bộn không, hay là trong lúc ngủ thì như thế nào đó, trong sinh hoạt vợ chồng thì có những cái sự thân mật gì đó rất là dí dỏm hay không? Dạ vâng. Về ngủ thì con thường thấy con gái thường trên phim ảnh hay là rất là ngủ thùy mị, đun nít na mà công chúa đúng không? Dạ vâng, ngủ công chúa, nhưng mà khi mà ngủ với con là chân vác lên con rồi nè, tay vác lên con nè, nói chung là con là cái gối ôm để cho bé gác lên. Có nghĩa là lúc thức á, thì con rồng nó ác được, dạ vâng, con khỉ. Nhưng mà khi ngủ rồi là con khỉ coi như là nó ác luôn. Đúng rồi, chung nói đúng. Tại vì cái giường con rất là rộng đúng không ạ? Nhưng mà con ngủ lúc nào, sáng ngủ dậy con ngủ cái mép giường là đã rồi. Nguyên cái giường to vậy đó. Hậu quả của việc ác người ta trong lúc thức đó. Rồi tiếp tục. Thêm cái nữa thì con thì hay chi ly, tinh tế và rất là gọn gàng. Nhưng mà khi với vợ thì vợ hay bận rộn, hay bừa bộn một tí. Bừa bộn một tí thì con hay có người làm hỗ trợ vấn đề về treo quần áo, như là quần áo mà bị nhăn hay gì là con nói ngay. Đấy, có những cái mà bừa bộn một tí à. Dạ. Bừa bộn một tí hay nhiều tí thì cũng là bừa bộn. Dạ. Cho nên là bỏ cái chữ một tí đi, chỉ có giữ lại chữ bừa bộn thôi. Dạ. Rồi, bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì hả Đức? Dạ vâng, theo con thì mong muốn thì đến với nhau là một cái duyên, giống như vợ con đã chia sẻ. Hạnh phúc không phải là đích đến, mà hạnh phúc là một hành trình, và lựa chọn là may mắn của con là hạnh phúc là lựa chọn đúng một người vợ rất là tâm đầu ý hợp với con. Và thâm tâm con thì rất là mong muốn vợ con thì ngoài công việc ra, sở thích của em một thanh gươm, em có thể ra ngoài em tỏa sáng, nhưng mà khi về với gia đình vẫn phải dành thời gian cho gia đình. Có những lúc em đi công việc hiện tại, em đi về thì 8 giờ cũng họp Zoom, 9 giờ cũng họp Zoom, cho tới 11 giờ cũng họp Zoom. Thì như vậy thì có những cái lúc khoảng thời gian không có khoảng thời gian trống cho anh, và đôi khi anh cũng thấy áp lực khi mà anh ru con ngủ. Rất là mong vợ hỗ trợ anh vấn đề công việc, sắp xếp để cái buổi tối từ khung giờ từ 8 giờ cho tới 11 giờ thì vợ có thể dành thời gian riêng cho anh để chia sẻ nhiều hơn nữa. Vâng. Và mong muốn tiếp theo nữa là sau khi em thành công trong công việc trong 2 năm nữa thì hãy thực hiện lời hứa giống như vợ chồng mình hoạch định ra là chúng ta sẽ đẻ con năm nào để duy trì nội giống. Vẫn còn 2 đứa nữa. Nghĩa là muốn thêm 2 đứa nữa. Dạ vâng ạ. Nói chung là thôi, hay là muốn nói rồi. Nhanh mong cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận là cũng để ý tới lời hứa của vợ con. Tức là năm nào nữa? Là năm nay hay là năm sau? 2 năm nữa. Gia đình sẽ 5 người là kim mộc thủy hỏa thổ. Ôi, anh nghĩ là sẽ được. Đã coi tử vi rồi đó đúng không? Dạ. Nên là con mạng kim là chồng mạng gì? Mệnh mộc ạ. Mộc. Cô là đang mệnh thổ rồi ạ. Thế là còn 1 đứa mệnh hỏa và thủy ạ. Wow, thôi con đem cô về nuôi đi, là cô là thủy rồi. Cô là hỏa nè. Rồi, đem cô chú về nuôi luôn đi, không phải cần. Rồi, nói chung là các cặp nói chung là như vậy nè. Với cái cặp này á, mình không cần phải khuyên gì nhiều, bởi vì các bạn đều là những người mà nắm chắc được cái vận mệnh của mình, cái công việc của mình, cái cuộc sống của mình, kể cả cảm xúc của bản thân, là mỗi đứa mạnh một vế rồi, cho nên là hỗ tương cho nhau. Thực ra 2 đứa con đều giỏi, đều thông minh hết, cho nên nếu tụi con giữ được cái hạnh phúc này, giữ được cái mái ấm gia đình này thì con của tụi con là những người mà sướng nhất, bởi vì tụi nó hưởng được hết. Đó, cho nên cố gắng mỗi đứa nhường qua nhường lại một chút xíu, hiểu không? Đủ để biết, đủ để ra ngoài sử dụng sao biết, về nhà cứ cất luôn đi. Đó, cứ về là cứ yêu thương nhau mà tỏa sáng yêu thương nhé. Là sao cất luôn đi là sao? Cây gươm á, thì nói là cây gươm á, cứ đem về nhà rồi xong rồi nó bị lục, bị reset á. Không thì ý là bạn vợ đó, bây giờ cứ cho ra ngoài chinh chiến đi. Đó, còn nó về nó tự biết là nó không có được quyền chém bậy rồi, đúng không? Phải tự biết cái chỗ. Con đâu dạo nơ bây giờ thì con công việc cũng bận, nhưng mà con cứ 2, 4, 6 thì con đi con làm việc, nhưng mà thứ ba thứ năm là con ở nhà ăn ôm chồng để cho nó cân bằng mọi thứ. Ok, đấy. Rồi xin cảm ơn hai đứa nghe. Dạ. Và anh cũng chúc cho hai đứa coi như là 2 năm sau sẽ có một em bé, sẽ có một cô bé xuất hiện trong gia đình của mình. Vâng ạ. Rồi, xin chào bạn. Cảm ơn cô.